Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình ngày cưới của hai em Gia Hào và Xuân Nga rất là thành công tốt đẹp. Nhờ sự hợp tác và hết mình của các bạn trẻ thanh niên, người cầm đầu đó vẫn là Gia Lương và X Chỉ Quang, đó là những chàng trai đã luôn nỗ lực, đã tạo điều kiện và sự hưng phấn cho các vũ công của chúng ta về cuồng nhiệt như cổ động viên của giải bóng đá U23 châu Á vừa rồi. Xin chân thành cảm ơn tất cả các vận động viên. Mặc dù hôm nay thời tiết có mưa, mưa sơn thường có dung mùa đông bắc, nhưng tất cả cũng đã nỗ lực. Thì anh em nhà công chúng tôi cũng rất là phấn khởi, dốc hết sức mình đã chơi cho đến lúc tất cả những vị khách đã phải lần lượt từ từ ra về bởi vì bốc lửa quá. Xin cảm ơn quý vị đã đến chúc mừng cho chủ đề cô dâu một cách trọn vẹn và thành công tốt đẹp. Còn bây giờ là chiến trường sẽ là nơi để cho Lâm tới cùng với các anh em nhà công vận chuyển và thu gom. Xin chân thành cảm ơn. Và cô dâu Xuân Nga cũng người chẳng thể ra hào ra ngay cổng chính để chào cảm ơn tất cả mọi người đến chúc phúc cho hai em trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn nhà quay camera Hoài Nam, một phóng viên chắc trực 24/24 từ biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa trở về hôm nay cũng kịp thời để ghi lại những phô hình trong ngày cưới của hai em Gia Hào và Xuân Nga. Xin cảm ơn tất cả. Ngoài ra còn có phóng viên Văn Toàn đúng không ạ? Văn Toàn bây giờ đi. Xin mời tất cả đội ngũ nhân viên lễ tân, nhân viên hậu cần bây giờ phụ giúp gia đình chú rể vận chuyển bàn ghế và các cốc chén vào trong nhà để đảm bảo an toàn về vật dụng. Xin chân thành cảm ơn. Okay.